đã đến. Quân ta thì sống, nghịch ta thì chết. Xa tiến, nếu nhiệm vụ chưa xong, ta quyết không trở lại nước Nam. Chuẩn bị công thành, đại khai sắc giới. Tướng giặc xưng tên đi. Ta Lý Thừa Kiệt. Ông là một vị tướng tuấn tú ngàn năm có một của Đại Việt, đánh bại quân thù trên chính đất Trung Hoa lớn mạnh, là người đến 85 tuổi vẫn vác đại đao chinh chiến nơi xa trường. Văn võ song toàn, phương Bắc phá nhà Tống lớn, phía Nam bình nước chiêm mạnh. Ông đã làm tới chức thái úy tương đương với chức tể tướng trong triều, làm quan qua ba triều vua được vua ban hiệu Thiên Tử Nghĩa Đệ và được mang họ của vua. Ông còn là tác giả của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, người mà khiến quân địch chỉ cần nghe thấy tên thôi đã khiếp sợ. Không ai khác, ông chính là thái úy Lý Thừa Kiệt. Phạm Lãi người Trung Quốc, sự nghiệp lúc chìm lúc nổi, rất giàu có. Nhưng ông đã đem tất cả tài sản cứu tỷ bần cùng phân phát hết rồi, bắt đầu buôn bán lại từ đầu. Làm được vài năm lại giàu, sau khi phát tài lại đem ra bố thí. Người Trung Quốc cung phụng ông làm tài thần là có đạo lý. Như trong kinh nói, càng khí càng nhiều, bố thí mà phát tài thì càng phát càng nhanh. Lần đầu tiên buôn bán làm vất vả được 10 năm, vừa mới thành tựu lập tức đem ra bố thí. Lần thứ hai lại bắt đầu buôn bán nhỏ, mới 5 năm đã phát tài. Đến lần thứ ba khoảng 2-3 năm là phát tài, ngày càng nhanh. Những người phú quý hiền nhân ở thế gian, quá khứ làm những việc từ bi và tận hiếu, tu thiện tích đức, nên ngày nay họ có địa vị cao trong xã hội, sở hữu rất nhiều của cải. Chúng ta thấy vậy, cung kính đối với họ. Cung kính họ điều gì? Cung kính gì? Trong đời quá khứ họ biết hành từ tận hiếu, tu thiện tích đức. Nhưng trong đời này vận mệnh họ không tốt, không gặp được thầy giỏi hướng dẫn, nên họ bị mê. Họ không có tâm từ bi hiếu thuận, bả nguyện hành thiện tích đức cũng nhạt. Họ không biết nên làm như thế nào. Vậy thì có địa vị, có tài phú là phước báo, nhưng làm sao vận dụng địa vị, vận dụng tài phú của họ, đó là trí tuệ. Đây là pháp hí gian. Đức Phật không dạy chúng ta như vậy. Đức Phật dùng phương pháp này dạy chúng ta, vậy thì Ngài đã làm quốc vương. Thân là thiên tử, thị hiện làm quốc vương, hoặc là thị hiện làm đại phú trưởng giả. Bởi thì dùng tiền là trí tuệ, có tiền là phước báo, không biết dùng là tạo nghiệp. Thất bại ở Ung Châu như một cái tát thật mạnh vào uy nghiêm vốn không còn nhiều của nhà Tống. Không thể nào nuốt trôi cái nhục bị một chư hầu bé nhỏ Đại Việt đùa giỡn. Hoàng đế Tống Thần Tông bèn phong Quách Quỳ làm đại tướng, lại ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm được toàn quyền chỉ huy ba quân, thêm Triệu Tiết làm phó tướng, quyết tâm chinh phạt Đại Việt để trả mối thù Ung Châu. Xem ra lần này Tống quyết định chơi một ván bài cuối cùng với Lý để lấy lại số má. Quả thật là như vậy. 100.000 quân, trong đó có đến một nửa là triệu tập từ biên giới hai nước Liêu Hạ về, 200.000 dân phu để xây dựng và vận tải, thủy binh, kỵ binh,
máy bắn đá, hỏa tiễn, bất kể thứ gì tân tiến và xịn nhất mà Quách Huy có thể huy động được đều gom lại cho chiến dịch quy mô lần này. Trong hàng ngũ tướng soái nhà Tống